Những cô hồn văn minh nhất năm 2023 là đây chứ đâu, không những ngoan, thanh tâm mà lại còn sẵn sàng chia chiến lợi phẩm cho những người xung quanh nữa chứ. Cô hồn này xứng đáng nhận 10 điểm thanh lịch. Mới đây, trong rằm tháng 7, các hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ tiến hành cúng cô hồn, một trong những nghi lễ cúng có từ xa xưa mà nhiều gia đình Việt Nam đang thực hiện. Cũng trong ngày này, tục giật cô hồn khá phổ biến và quen thuộc sẽ được diễn ra. Có những màn giật cô hồn khiến gia chủ ngán ngẩm, nhưng cũng có những màn giật cô hồn nhận được nhiều lời khen văn minh lịch sự. Theo đoạn clip ghi lại, gia chủ đem một mâm cúng đặt trước cửa nhà. Trong lúc đang thắp hương, một nhóm thanh niên đi xe máy tới và đợi để giật cô hồn. Đáng chú ý, nhóm thanh niên này tỏ ra rất thành tâm khi liên tục vái lạy cùng với gia chủ. Bên cạnh đó, sau khi gia chủ thắp hương xong, nhóm này không lao vào vồ vập giật đồ cúng. Trái lại, họ từ tốn nhận vật phẩm từ tay gia chủ và ai cũng có phần. Trước khi rời đi, họ còn cúi đầu cảm ơn chủ nhà. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước hành động của cả gia chủ lẫn nhóm thanh niên đi giật cô hồn. Thế mới vui, lại văn minh lịch sự, chỗ tôi cúng xong còn phải đóng túi đi cho từng nhà, chứ chả ai cướp cho. Đúng là các thanh niên có ý thức khác biệt hẳn, gia chủ cũng vui vẻ cho đi vật phẩm, chứ giành giật thấy mất lịch sự mà gia chủ cũng khiếp luôn. Đấy, đi giật cô hồn cũng nên văn minh nhé, vừa vui vừa khỏe mình, khỏe người, không bị ai chỉ trích cả, là những bình luận mà cư dân mạng để lại. Quý vị nghĩ sao về vụ việc trên? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận cho chúng tôi. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.